chờ đợi đi. Tối nay là sẽ rất là hấp dẫn các bạn ơi. Quyên lấy anh cái muỗng, Quyên ơi, lấy kiếm một cái muỗng. Một lát nữa Thành sẽ cho các bạn biết tại sao hôm nay Thành phải like. Thì tối nay mình sẽ có một chuyện hấp dẫn nó muốn chia sẻ với bà con cô bác, nên các bạn hãy dậy đi nhanh lên nào, thì lại đông đi nào. 35.000 người rồi, 50.000 đi, bắt đầu câu chuyện. Uống gì hả? Cái gì đây? À, thằng Kim Hải, hello xin. Y bạn Trần Nam Thư. Xin chào bạn xin. Xin chào. Ừ, thằng Lâm Hậu này bỏ việc coi anh ơi. Một hầu xưởng nó đuổi mày, đừng nói sao nghe, đừng có đổ thừa anh nha, thằng quỷ. Quá trời mày rồi, quỷ trúc nhân nó ủa anh ha, xong nó trốn rồi nè. Nó bị tôi bắt mánh nó rồi nè. Bữa nay nó rảnh nó không làm ăn, nó không coi nhà cho tôi mà nó lo nó coi live stream mất quý anh chị. Dạ, uống gì hả? Uống đồ giảm cân mấy anh chị ơi, cái này là cốm giảm mất cân dễ thương lắm. Nè, cho coi nè. Slim nè, bà Slim nè nha. Hớp Slim nè, hớp Slim. Cái cốm giảm cân, thật ra nó là dạng bột á, nó là từ dạng cao á mấy anh chị. Giống như là cao của 100% đồ thiên nhiên nha, người ta chiết xuất lại. Em nghiên cứu hết rồi em mới dám uống. Tại vì dạo này trúc nhân nó chơi mập, thực ra là phải giảm cân. Uống cái này trước ăn 30 phút là mình sẽ thải độc tố, sẽ tăng cái cách mà mình đào thải lipid ra đó, cho mấy cái bà mà mỡ trong máu mà như em nè, nó bớt lại nha. Mà đặc biệt không lóng cặn nha, không có bị uống nhiều không có sao hết trơn. Nhiều người sợ uống nhiều nó bị thận bị gan rồi, không có nha, cái này là 100% đầu tiên viên. Trời, tôi nghiên cứu tôi mới uống nhưng mà tôi đâu có khùng. Đây nè, nó viết cái thành phần đâu, mà cho một cái bịch cái nguyên anh nè, nguyên bịch bự nè, thành phần tôi nghiên cứu trơn rồi chứ bộ. Tôi cũng dễ sợ lắm chứ, cái này nè cao, nói chung là gần 10 loại cao nha, người ta nấu xong người ta sắc lại á, xong rồi nó thành bột. Cái mình uống trời nó mát như nước xăm vậy mấy anh chị. Uống bằng nước ấm là một cái ly vậy thôi nha. Mỗi ngày 2 gói, trước ăn 30 phút. Em phải uống đi, một lát em có sức em nói. Vô đông đông đi rồi em cho biết lần lát em làm cái gì. Bữa nay có 2 vụ rất là vui nha, 2 vụ cực kỳ vui để báo cho các anh chị biết. Đâu gì? Cho tôi gặp người yêu heo của tôi đi, Trần Nam Thư. Ở đâu ra người yêu heo của tôi? Vợ tôi mà làm người yêu mấy người, không nuôi một ngày nào chứ, không bỏ ra đồng nào chứ, đồ làm người yêu. Con Nam Thư vợ này nó thích vợ em chứ, nó bị khùng con nhỏ này, nó làm sao á. Nhiều người khổ ghê chứ. Vợ em bị hấp dẫn đó quý vị, bây giờ con gái nó cũng thích nữa. Con bé này thì không có cách nào mà nói nó được. Uống này trước ăn 30 phút. Hãy làm giống em. Nó sẽ đào thải mỡ ra, nó sẽ bớt cái lipid, nó sẽ làm cho cái quá trình mà chuyển hóa lipid của mình nó nhanh đi, nó rút mỡ ra bớt. Này làm từ mấy cái lá, mấy cái cao của mấy cái gọi là gì ta, thảo dược. 100% thảo dược em nghiên cứu hết rồi mới dám mua, rất là chất lượng nha mấy anh chị. Trời ơi nè, em mua em tặng người ta luôn nè. Vậy nè quý vị, nhìn cái hộp thấy thương không, thấy đẹp không, nhìn đẹp không nè. Hộp Slim nha, ai muốn mua em chỉ cho mua luôn nè. Hộp Slim nha, gọi là cốm giảm cân đây, nhìn kéo ra một hộp 30 gói tặng đẹp ghê không, quý vị thấy đẹp hay không, rất là đẹp nha, mua tặng nhau được nha, dễ thương. Ai mà giống em nhà thì em xài cái này, mua bịch cho nó lẹ, đi đâu mang theo cho lẹ, còn muốn tặng nhau tặng dạng hộp dễ thương ha. Đó, cái nào ngon là giới thiệu, à tánh tôi tốt lắm. Uống ốm với em không, uống mà sao anh uống được, anh đang uống nè. Tại vì biết sao không, mình làm cái gì á mà mình sử dụng cái gì mà nguồn gốc thiên nhiên á, nó thanh lọc cơ thể mà nó không có bị hại nhá. Chứ còn mình đừng uống thuốc giảm cân, mình uống thuốc giảm cân em sợ lắm. Tại vì uống thuốc giảm cân á là nó giảm cái lúc đầu á mấy anh chị biết không, nó giảm cái lúc đầu xong mình là xuống đã lắm, rồi mình cũng đi bài tiết ra rồi nó cũng ra mỡ rồi nó ồ, mình nhìn mình khoái lắm. Nhưng mà thật sự ra nha, cơ thể mình mà đào thải cái gì mà nó nhanh á, nó ào 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 á, làng thời gian nó bù lại y chang à. Mấy anh chị biết cơ thể mình nó hay lắm,
giống như con thằn lằn nó chặt cái đuôi nó mọc, nó chặt cái đuôi nó mọc ra thì cục mỡ cũng y chang vậy. Mình chỉ thải nó càng nhanh thì nó càng mọc ra lẹ. Còn cái này mình giảm từ từ, hàng ngày mình chỉ đào thải cái lượng lipid ra, có nghĩa là trước khi mình ăn thì cái lượng mỡ sẽ vô cơ thể mình đúng không? Thì mình uống cái này nó sẽ giúp cái quá trình mà đào thải mỡ nó nhanh hơn, chỉ vậy thôi. Và nó sẽ giúp cho mình đỡ nạp thêm mỡ vô con người mình thải mỡ ra bớt, thì từ từ hàng ngày mình uống nó, mình sẽ giảm cân. Trời ơi, em là bữa nay em dựng phim bố già, tại sao ngày hôm nay em livestream là phải báo cho các anh chị biết là tối nay là có trailer của bố già rồi, official trailer nha. Mọi người nhớ đón xem trên kênh YouTube của Trấn Thành Thao của Hoa Xịn để biết trailer của bố già năm nay nha. Mùng 1 nhớ ra rạp ủng hộ em nha. Năm nay em làm phim điện ảnh cho nên là phát rạp, không có phát YouTube nữa nha. Các anh chị thương em ra rạp mùng 1 ủng hộ em chơi. Cái này ngon lắm, nó rất là mát, nó giống như là kiểu nước sâm vậy đó mấy chị, nhẹ nhàng như con đàn. Gì vậy cưng? Lát tối 8 giờ. Lát tối 8 giờ nha. 8 giờ mình sẽ coi trên kênh YouTube của Trấn Thành Thao nha. Cái này nó giống như trà vậy đó, nó không phải là thuốc mấy chị ơi. Em uống nè, nó không có cặn luôn nè vậy nè. Nó không uống hết trơn, không có cặn, nó không phải là gì, nó như bột trà vậy đó, uống rất là thanh mát như nước sâm á, y như nước sâm vậy đó, ngọt dịu nhẹ. Mà các anh chị biết là cái uống vô cái nó có ngọt hậu á, rất là dễ chịu nha. Mấy bà có thai là mẫn đừng uống nha mấy bà, thải mỡ lum la, có nói chung có con đừng uống gì trơn á. Cái này dành cho nam cho nữ được hết nha, nam nữ ai gì cũng uống được hết nha. Còn mấy bà có thai là mẫn đừng uống. Có thai em không khuyến khích làm cái gì hết, đi làm da cũng không nên làm, bất cứ cái gì trên đời này cũng đừng làm nha, đừng nó đổ thừa acid lum la nha. Cái giảm cân thì chỉ dành cho những con người cơ bản bình thường thôi nha anh chị, nam nữ ai cũng xài được, 16 tuổi là uống được rồi, trong hộp này nó ghi là 16 tuổi là uống được rồi đây đó nè, 16 tuổi là uống được rồi nha. Đó, ngày hai là gói thôi, buổi sáng buổi chiều trước và sau bữa ăn 30 phút, nói lộn, trước bữa ăn 30 phút đó, là mỗi buổi sáng hay là buổi sáng một bịch, một tối một bịch, vậy là xong cuộc đời nó yên ổn, bớt ăn mập lại, nó thải mỡ ra. Nhắc lại một lần nữa nha, nhìn cho kỹ nè, không có hỏi nữa mệt ghê. Hope Slim thấy chưa, nè nhìn đi, nhìn rồi mua giống em đi. Hope Slim đó, đây là cốm giảm cân, đây không phải là thuốc nha các anh chị nhớ nha, nó là thực phẩm chức năng thôi đó, cho người ta uống vô để cho nó giúp cho mình nó thải lipid ra.